Thưa quý vị, ngày hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật cán bộ. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông Nguyễn Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên phó bí thư thị ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Hải, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh ông Hà Công Thẻ, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư, phó bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất, tài sản gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải, Hà Công Thẻ, đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật Đảng.